Tin bóng đá hôm nay 24 tháng 12, MU gặp Man City ở Cúp Liên đoàn. Pogba sẽ từ chối Juve để tới Real Madrid. Đó là những tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. MU gặp Man City ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh. Theo kết quả bốc thăm bán kết Cúp Liên đoàn Anh mùa này, MU sẽ đối mặt với đội bóng láng giềng Man City. Trong khi đó, Tottenham sẽ tiếp đón Brentford, đội bóng ở giải hạng nhất. MU đã giành vé vào bán kết sau khi đánh bại Everton 2-0 nhờ các bàn thắng của Cavani và Martial. Trong khi đó, Man City vùi dập Arsenal với tỷ số 4-1 ở tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. Tottenham của Mourinho đã lọt vào bán kết sau khi thắng Stoke với tỷ số 3-1. Hai trận bán kết sẽ diễn ra vào tháng riêng năm sau. Pogba sẽ từ chối Juve để chuyển tới Real Madrid. Nhà môi giới bóng đá Mario Senelli cho rằng Paul Pogba sẽ từ chối trở lại Juventus để chuyển tới Real Madrid. Gần đây, người đại diện của Pogba là Mino Raiola đã hối thúc MU bán thân chủ của mình. Tiền vệ người Pháp đã được liên hệ quay trở lại Juventus. Tuy nhiên, theo Senelli, Pogba rất có thể sẽ đầu quân cho Real Madrid. Tôi nghĩ Pogba sẽ chuyển tới Real Madrid. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ quay về Juventus. Theo tôi, Mino Raiola sẽ có động thái riêng. Senelli phát biểu trên Calcio Mercato, tôi nghĩ đây là lúc để Pogba chuyển tới Real Madrid, có thể hai đội sẽ tiến hành một cuộc trao đổi cầu thủ. Real Madrid thắng 2-0 trước Granada. Real Madrid thi đấu trên sân nhà và cầm bóng nhiều hơn trong hiệp 1 nhưng không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm. Các cơ hội đáng kể của họ thường xuất phát từ những pha sút xa. Trận đấu phải tới phút 57 mới chứng kiến bàn thắng mở tỷ số. Đội bóng hưởng niềm vui là Real Madrid. Asensio chạy chỗ hợp lý để đón đường chuyền của Mendy bên cánh trái rồi treo bóng thuận lợi vào vòng cấm. Phía bên trong, Casemiro bật cao đánh đầu ghi bàn cho Real Madrid. Đến phút bù giờ thứ 3, Los Blanco còn tìm được bàn thắng thứ 2 do công của Benzema xuất phát từ một pha phản công. Tiền đạo người Pháp nhận bóng bên cánh phải rồi tự tin dẫn bóng đột phá trước khi tung cú sút xa bằng chân trái vào góc gần hạ gục thủ môn Granada. Chung cuộc, Real Madrid giành chiến thắng 2-0 với 3 điểm có được. Đội bóng của huấn luyện viên Zidane cân bằng điểm số 32 với Atletico Madrid. Tuy nhiên, họ lúc này đang thi đấu nhiều hơn đối thủ 2 trận. Kieran Trippier bị treo giò 10 tuần, hậu vệ phải của đội tuyển Anh và Atletico Madrid. Kieran Trippier đã bị cấm thi đấu 10 tuần trên phạm vi toàn thế giới. Ngoài ra, Trippier còn bị phạt 70.000 bảng sau khi FA kết luận rằng cầu thủ này vi phạm quy định về cá cược. FA đã đưa ra 7 cáo buộc đối với Trippier và cho rằng cầu thủ này đã vi phạm quy định khi để lộ thông tin mình sẽ rời Tottenham để đầu quân cho Atletico Madrid vào hè năm nay trong bối cảnh mà thông tin này chưa được công bố chính thức. Quy định trên được đưa ra nhằm ngăn chặn những người sử dụng thông tin chưa được công bố để gây thiệt hại cho các hãng cá cược. Cầu thủ 30 tuổi phủ nhận tất cả các cáo buộc và nói rằng mình không đặt bất kỳ khoản cá cược nào cho bản thân hoặc kiếm lợi từ vụ cá cược của người khác. Với lệnh cấm trên, Atletico Madrid sẽ mất sự phục vụ của Trippier trong 12 trận, bao gồm cả trận lượt đi gặp Chelsea ở vòng 1/8 Champions League 23 tháng 2 năm 2021. Ozil mong muốn giúp đỡ Arsenal. Tiền vệ người Đức Mesut Ozil đã thổ lộ trong cuộc hỏi đáp trên Twitter rằng anh mong muốn giúp đỡ Arsenal. Pháo thủ đang khủng hoảng ở mùa giải này khi đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng sau 14 trận, hơn nhóm cầm đèn đỏ 4 điểm. Đây là khoảng thời gian khó khăn cho mọi người ở câu lạc bộ, không chỉ riêng cá nhân tôi. Tình hình hiện thời đều khiến mọi người thất vọng. Dĩ nhiên tôi ước mình có thể giúp đỡ Arsenal ngay lúc này, tuy nhiên tôi không có cơ hội. Mặc dù vậy, tôi hy vọng Arsenal sẽ sớm giành được kết quả tích cực. Ozil viết trên Twitter, Ozil đang bị thất sủng ở Arsenal. Tiền vệ người Đức đã không được huấn luyện viên Arteta điền vào danh sách đăng ký cầu thủ của Arsenal ở Premier League lẫn Europa League. Serie A vòng 14, Milan, Inter, Roma cùng thắng, Napoli khủng hoảng, tiếp một Lazio phong độ thất thường trên sân nhà. Milan tiếp tục duy trì thành tích bất bại ở Serie A mùa này bằng trận thắng thứ 10 kể từ đầu mùa dù vẫn không có Ibrahimovic trong đội ngũ do chấn thương. Tiền vệ sẽ hết hợp đồng vào cuối mùa. Calhanoglu đóng vai người hùng khi tham gia vào cả 3 bàn thắng của Rossoneri với 2 kiến tạo cho Antti Rebic mở tỷ số, cho theo Hernandez ghi bàn quyết định và tự mình ghi một bàn cho Milan bằng đá 11m.
làm khách của Verona, Inter giành chiến thắng 2-1 với các pha lập công của Lautaro Martinez và Skriniar. Chiến thắng thứ 7 liên tiếp ở Serie A giúp đội bóng của Antonio Conte tiếp tục củng cố vị trí nhì bảng với đúng một điểm ít hơn AC Milan. Sau hai thất bại liên tiếp trước Inter và Lazio, Napoli tiếp tục gây thất vọng khi để đội khách Torino cầm chân 1-1. Trận không thắng thứ 3 liên tiếp này khiến Napoli chỉ có được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 25 điểm, kém Milan đầu bảng 9 điểm.